Libya hứa hẹn sẽ xét xử công bằng tội phạm chiến tranh dưới thời Gaddafi, tin từ Libya. Tòa án chính phủ Libya bắt đầu chương trình xét xử tội phạm chiến tranh Abdullah al-Senussi tại tòa án Tripoli. Công tố viên chính phủ lâm thời ông Taha Bara nói rằng cả hai cuộc xét xử con trai Gaddafi, ông Saif al-Islam và cựu giám đốc cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi sẽ được diễn ra trong tháng 9. Ông Bara hứa hẹn chính phủ lâm thời Libya sẽ áp dụng công pháp quốc tế, sẽ xét xử công bằng dưới sự chứng kiến của các giám sát viên quốc tế hoặc đại diện cơ quan hình sự và tội phạm quốc tế ICC. Ông Senussi là một trong những nhân vật quan trọng trong trách vụ là giám đốc cơ quan tình báo Syria dưới thời nhà độc tài Gaddafi. Senussi bị bắt cách đây 5 tháng và đang bị dẫn độ từ tỉnh Mauritania tới thủ đô Tripoli vào ngày thứ Tư. Các nhân viên an ninh Libya bắt đầu thẩm vấn ông Senussi trước khi đưa ra xét xử về tội danh sát nhân và vi phạm nhân quyền. Công tố viên Bara nói thêm, ông Senussi cũng được đối xử như là một tội phạm chiến tranh và đang được các bác sĩ xét nghiệm sức khỏe. Mọi thủ tục bàn giao tội phạm từ tỉnh Mauritania tới thủ đô Tripoli đã hoàn tất. Chính phủ Libya bắt đầu thu thập và sẽ đưa ra các bằng chứng buộc tội ông Senussi. Ông Bara nhận định nếu Senussi muốn một luật sư bào chữa, dĩ nhiên sẽ được chấp thuận. Nhưng nếu Senussi muốn tự bản thân sẽ tự biện hộ trước tòa, cũng không có gì trở ngại. Chính phủ lâm thời sẽ chỉ định một luật sư bào chữa cho ông Senussi. Công tố viên Bara nói thêm, đúng theo chương trình ông Saif al-Islam sẽ bị đưa ra xét xử vào cuối tháng 8, nhưng sẽ được dời lại vào thời điểm thuận tiện khác. Các nhà hoạt động nhân quyền tại Libya bày tỏ sự quan ngại sự yếu kém và thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế, nên tiến trình xét xử cả hai, Senussi và Saif, đều không đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chiều hôm thứ Tư, các nhà hoạt động nhân quyền yêu cầu chính phủ lâm thời Libya bàn giao hai tội phạm quốc tế Senussi và Saif tới cơ quan xét xử tội ác quốc tế ICC.